có những loại cổ phiếu nào mà chúng ta có thể nắm giữ trong vòng 5 năm, 10 năm, thậm chí là 20 năm hoặc có thể để lại cho đời con, đời cháu mình hay không. Thực ra thì có rất nhiều những doanh nghiệp như vậy và trên thế giới không chỉ riêng ở Việt Nam. Các thị trường phát triển có những doanh nghiệp làm ăn, kinh doanh, trường tồn cả hơn trăm năm, hai trăm năm, thậm chí là 500 năm trăm năm. Do đó nếu như để nói anh chị có ý định đầu tư dài hạn một cổ phiếu nào đó trong tương lai thì hãy lựa chọn những cổ phiếu có con hào kinh tế và thông qua câu chuyện của việc cổ phiếu Vinamilk và con hào kinh tế đó là gì? Dũng hy vọng sẽ là cầu nối để giúp cho anh chị giới thiệu với anh chị về những con hào kinh tế đó. Và chào mừng tất cả anh chị đã đến với đầu tư chứng khoán cùng Quang Dũng. Ngoài những chiếc sẻ buổi tối 8 giờ tối trên YouTube, Dũng còn viết ra những mặt sáng, mặt tối các kiến thức vận động trong đầu tư trên website quangdungstock.com, một kiến thức trong đầu tư. Các anh chị Cùng đó đọc. Vậy con hào kinh tế nó là gì? Trên thực tế con hào kinh tế đó là một ngôn từ để miêu tả cho một doanh nghiệp có một cái lợi thế cạnh tranh cực kỳ cao. Vì con hào kinh tế nó sẽ bao quanh thành lũy để nó giúp chống chọi lại những sự ăn mòn hoặc là chống chọi với lại những đối thủ cạnh tranh hoặc là các quân lính ở bên ngoài. Thì như vậy thì cái con hào kinh tế nó giúp cho một cái thành lũy nó trường tồn thì con hào kinh tế nó cũng sẽ giúp cho cái doanh nghiệp của dân doanh giúp cho cái doanh nghiệp đó sẽ trường tồn theo năm tháng. Tất nhiên là ăn kinh doanh thì lúc nào cũng có cái này cái kia, lúc thì tích cực, lúc thì tiêu cực, lúc thì kinh tế phát triển, lúc thì dịch bệnh. Nhưng bản thân con hào kinh tế đó nó vẫn có, vẫn tồn tại thì doanh nghiệp vẫn sẽ trường tồn. Mà doanh nghiệp trường tồn thì đó là tài sản của chính chúng ta thì tài sản đó cũng sẽ trường tồn và phát triển. Đó chính là ý nghĩa của việc con hào kinh tế và lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp. Vậy lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp sẽ giúp cho doanh nghiệp đó phát triển một cách bền vững. Phát triển một cách bền vững nó có hai dạng. Thứ nhất là phát triển về chiều rộng và thứ hai là phát triển về chiều sâu. Đa số các anh chị hay mắc phải đó là chúng ta quá tập trung vào phát triển về chiều rộng. Tức là tăng trưởng quy mô, tăng trưởng cửa hàng, tăng trưởng thị phần, tăng, tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận đó. Nhưng đã là bền vững thì nó cần yếu tố về chiều sâu, Tức là tăng trưởng nhưng cái sự tăng trưởng đó nó phải xuất phát từ cái nỗ lực của bản thân doanh nghiệp đó Sự phát triển đồng bộ của doanh nghiệp đó và con hào kinh tế của doanh nghiệp đó Thì đó mới gọi là những yếu tố về bền vững Yếu tố về bền vững thì nó có chiều rộng và nó có về chiều sâu Vậy thì chúng ta hãy hãy đi với nhau một chút xíu về Vinamilk xem tự coi chúng ta có xem được, có thấy được gì từ sự phát triển bền vững của Vinamilk hay không Thực tế thì anh chị cũng sẽ thấy được là Vinamilk là một mặt hàng thiết yếu một mặt hàng bán lẻ và một mặt hàng tiêu dùng. Do đó nếu mà để nói rằng những ngành nghề thì nó sẽ có những con hào kinh tế khác nhau. Ngành nghề bán lẻ, ngành nghề hàng tiêu dùng thì có những con hào kinh tế khác nhau. Ngành ngân hàng hay ngành chứng khoán hay ngành bất kỳ bất động sản thì họ, họ sẽ có những con hào kinh tế khác nhau. Do đó chúng ta hãy sử dụng các con hào kinh tế của ngành này ứng dụng với các, với các doanh nghiệp trong ngành, đừng đem những con hào kinh tế của ngành này ứng dụng với lại những ngành khác, tại vì mỗi đặc tính của ngành nghề nó đều có những sự nó nó đều có những sự khác nhau trong đó vậy thì hãy xem được coi con hào kinh tế của ngành tiêu dùng yếu tố nào đầu tiên đó là những yếu tố mà chúng ta có thể xem xét với cổ phiếu của Vinamilk đó theo Dũng đó chính là cái thương hiệu tại vì ngành tiêu dùng tức là chúng ta không bán cho một người chúng ta không bán cho 10 người mà chúng ta bán cho một triệu người 10 triệu người hoặc là 100 triệu người Do đó cái tính khuất đại là cái rất quan trọng của ngành tiêu dùng Do đó cái mà khuất đại tốt nhất đó là tính thương hiệu của một sản phẩm Hoặc tính thương hiệu của một doanh nghiệp Đó là cái yếu tố đầu tiên mà Vinamilk sẽ có Chắc chắn nếu như nhắc về sữa ở Việt Nam thì đó anh chị hoặc là những người tiêu dùng hoặc thậm chí là những người nội trợ các anh chị có thể là những người nội trợ hay đi siêu thị hoặc là đi ra ngoài chợ thì chúng ta cũng sẽ đồng quan điểm có thể là chất lượng của Vinamilk thì chúng ta còn xem xét đôi khi anh chị sẽ lựa chọn sữa ngoại nhưng nếu mà để nói về tính thương hiệu và mức độ thân quen thì chắc chắn Vinamilk luôn luôn là thương hiệu đầu tiên đó là thương hiệu rất thân quen với người Việt Nam do đó tính đầu tiên đó là tính về thương hiệu trên thực tế cũng chứng minh với anh chị sản phẩm này là một sản phẩm tầm trung với một mức giá tầm trung chúng ta ai cũng có thể sử dụng từ người lớn cũng có thể sử dụng nhỏ cũng có thể sử dụng hoặc người già cũng có thể sử dụng mức giá này thì người tầm thu nhập thu nhập tốt cũng có thể sử dụng thu nhập khá cũng có thể sử dụng hoặc thu nhập trung bình cũng có thể sử dụng sản phẩm của Vinamilk thực tế cũng chứng minh với anh chị luôn một năm Vinamilk chi ra hơn 2.000 tỷ cho các hoạt động về marketing và nghiên cứu thị trường chi ra hơn 8.000 tỷ cho các hoạt động về khuyến mãi các hoạt động về trưng bày giới thiệu sản phẩm đại loại là hơn 10.000 tỷ để tăng cái tính thương hiệu của doanh nghiệp tới thay người tiêu dùng thì đó gọi là cái tính thương hiệu về sản phẩm của Vinamilk. Thứ hai đó là thương hiệu về trong một nền kinh tế, tức là cái giá trị thương hiệu của doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam thì Vinamilk trong khoảng 8 năm trở lại đây vẫn duy trì là một trong năm thương hiệu tốt nhất và giá trị cao nhất trên nền kinh tế Việt Nam. Thì đó gọi là tính thương hiệu về sản phẩm và tính thương hiệu đối với nền kinh tế. Thứ hai nữa đó là uy tín của một doanh nghiệp uy tín của một doanh nghiệp thì cũng rất là khó đong đếm nhưng đại loại đó là những thứ mà anh chị sử dụng hàng ngày và anh chị hài lòng với sản phẩm đó có thể với một mức giá tầm trung thì anh chị sẽ không thực sự hài lòng một trăm phần trăm nhưng đại loại những cái uy tín về chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp sẽ sẽ cao và ít bị tai tiếng trên thực tế thì Vinamilk hoặc bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng sẽ có những tai tiếng không vấn đề này thì vấn đề kia. Nhưng đại loại là ít tai tiếng và đặc biệt liên quan đến hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, liên quan đến chất lượng sản phẩm của một doanh nghiệp. Thì Vinamilk có một vài cái vấn đề nhưng mà trong những năm trở lại đây thì những vấn đề đó nó tương đối nhỏ và tương đối ít. Do đó sản phẩm này là một sản phẩm thân quen và ít bị tai tiếng. Nói, nói tóm lại đó là một sản phẩm có uy tín. Thứ ba đó là một hệ thống phân phối. Tại vì như dùng trao đổi với anh chị thì con hào kinh tế của ngành bán lẻ, con hào kinh tế của ngành tiêu dùng nó hoàn toàn khác con hào kinh tế của ngành chứng khoán, con hào kinh tế của ngành bất động sản. Vì mỗi sản phẩm nó có một cái đặc thù khác nhau. Chúng ta bán cho 100 triệu dân thì cái quan trọng nhất đó là có sản phẩm nhưng mà phải phân phối làm sao cho được tới tay 100 triệu dân. Tức là nó phải có hệ thống. Thứ nhất đó là hệ thống sản xuất và chắc chắn luôn là bán cho 96 triệu dân Việt Nam thì hệ thống sản xuất nó phải từ Bắc vào Nam. Thứ hai đó là hệ thống phân phối. Hệ thống phân phối nó cũng phải len lỏi từ bắc vào nam, từ thành thị đến nông thôn, từ mặt tiền đến ngõ hẻm, từ chợ đến từ chợ lớn đến chợ nhỏ, từ siêu thị lớn đến siêu thị nhỏ. Tức là hệ thống phân phối nó phải cực kỳ đa dạng. Thực tế cũng đến cập nhật cuối năm 2019 thì Vinamilk có khoảng hơn 251.000 điểm bán lẻ. Tức là đã len lỏi từ thành thị đến nông thôn, từ bắc vào nam, từ siêu thị lớn, siêu thị nhỏ, từ chợ lớn, từ chợ, lớn, từ chợ nhỏ đó thì tức là hệ thống phân phối của một doanh nghiệp nó giúp cho chúng ta hai vấn đề thứ nhất là giúp cho cái sản phẩm của doanh nghiệp chúng ta tới tay người tiêu dùng một cách thuận tiện hơn thuận lợi hơn thứ hai là giúp cái sản phẩm của chúng ta tăng tính nhận diện thương hiệu với người tiêu dùng đặc biệt là một cái sản phẩm tầm trung và đáp ứng được cho toàn bộ người dân từ thu nhập thấp đến thu nhập cao hoặc cực kỳ cao thì đây là một sản phẩm có tính thương hiệu và có hệ thống phân phối mạnh thực tế cũng chứng minh đó là không cần những con số này anh chị cũng tự cảm nhận được Vinamilk là một trong khoảng 5 doanh nghiệp có hệ thống phân phối bán lẻ tốt nhất trên nền kinh tế Việt Nam nhưng thực tế thì dụng cụ sẽ chứng minh và chị một chút về cái yếu tố này tức là yếu tố về quy mô và yếu tố về thị phần hơn 251 000 điểm bán lẻ và chuỗi chuỗi cửa hàng đó trải dài từ Bắc vào Nam thì nó phải được thể hiện trên kết quả của hoạt động kinh doanh mà kết quả của hoạt động kinh doanh chúng ta so sánh ngang hàng với các đối thủ cạnh tranh trong một ngành sữa thì chúng ta sẽ ra được kết quả nó đúng nhất vậy thì đây là kết quả của năm 2019 về thị phần của sữa sữa thì có sữa đặc có sữa chua có sữa nước có sữa bột và thì chúng ta cùng xem thử coi Vinamilk chiếm khoảng 81% về thị phần của sữa đặc khoảng 66% về thị phần của sữa chua, khoảng 42% về thị phần của sữa nước và khoảng gần 30% thị phần về sữa bột. Chung quy lại thị phần của ngành sữa theo doanh thu của năm 2019 nó chiếm trên khoảng 60% so với một thị trường sữa toàn các sản phẩm của ngành sữa tại Việt Nam. Như vậy cái quy mô và cái thị phần nó sẽ nói lên được doanh nghiệp đó nó có tiếng nói hay không. Doanh nghiệp đó có một lợi thế cạnh tranh bền vững như chúng ta phân tích như vậy thì kết quả nó có đúng hay không và kết quả đó nó được phản ánh dựa vào cái thị phần của doanh nghiệp đó mức độ lớn của doanh nghiệp đó đó có phải là doanh nghiệp ăn cả trong ngành hay không chúng ta có nhiều lựa chọn vậy tại sao chúng ta không lựa chọn cái doanh nghiệp nào tốt nhất doanh nghiệp nào lớn nhất doanh nghiệp nào quy mô cao nhất doanh nghiệp nào thị phần tốt nhất thì đó gọi là những doanh nghiệp có một cái mức lợi thế cạnh tranh vậy thì nãy giờ dũng trao đổi với anh chị khá là nhiều về con hào kinh tế vậy thì dũng sẽ tóm lược lại một doanh nghiệp có con hào kinh tế trong ngành tiêu dùng và ngành bán lẻ đó là doanh nghiệp có yếu tố về thương hiệu và tính thương hiệu là cái cực kỳ quan trọng. Nếu như chúng ta muốn bán cho 10 người có thể không cần thương hiệu nhưng chúng ta cần chất lượng. Chúng ta bán cho 100 triệu dân thì thương hiệu là cái cực kỳ quan trọng và phải bắt buộc. Thứ hai nữa, thương hiệu có nhưng mà mất uy tín thì sẽ không được lọc và chắc chắn là làm ăn không được do đó cái uy tín và cái uy tín của sản phẩm nó là một cái cực kỳ quan trọng song hành với thương hiệu cái thứ ba nữa bán được cho 100 triệu dân ngoài việc chúng ta có sản phẩm có thương hiệu thì chúng ta phải có mạng lưới chúng ta phải có hệ thống phân phối để bán hàng cho rất nhiều người dân có nhu cầu sử dụng cái cuối cùng đó là cái quy mô của một doanh nghiệp quy mô nó có thể được đánh giá bằng tài sản của doanh nghiệp so sánh với các doanh nghiệp tương đương hoặc có thể được đánh giá bằng thị phần của doanh nghiệp so sánh với các doanh nghiệp trong ngành để từ đó chúng ta đánh giá được doanh nghiệp đó có thương hiệu doanh nghiệp đó có uy tín có chất lượng mạng lưới phân phối tốt thì kết quả sẽ được đánh giá bằng việc doanh nghiệp đó chiếm được bao nhiêu phần trăm thị phần trong một ngành thì đó gọi là quy mô của một doanh nghiệp và nếu như doanh nghiệp nào hội tụ được khoảng bốn con hào kinh tế này thì đó là một ông lớn trong một ngành và ông lớn trong một ngành thì chắc chắn là họ sẽ không dừng lại một chỗ. Thứ nhất là họ có thể đè bẹp đối thủ cạnh tranh trong ngành. Thứ hai hoặc có thể họ dùng tiền để họ thâu tóm các đối thủ cạnh tranh trong ngành. Đó là chiến lược phát triển bền vững của các quốc gia trên thế giới. Tại sao anh chị để ý trong những giai đoạn đầu của một đất nước phát triển, một ngành nghề có rất nhiều đối thủ gia nhập ngành. Nhưng sau đó các đối thủ gia nhập ngành dần dần sẽ ít đi. Thứ nhất là họ không tồn tại được, đó là phần lớn. Nhưng phần nhỏ đó là các các ông lớn, họ sẽ thâu tóm các ông nhỏ. Từ đó tạo ra một miếng bánh chung. Đó gọi là sự phát triển bền vững của một đất nước, sự phát triển bền vững của một ngành nghề và sự phát triển bền vững của một ông lớn nào đó trong một ngành và Dũng thấy trong đó có Vinomil Như vậy thì trong năm 2020, nếu như nổi cộng nhất của 6 tháng đầu năm, thì có lẽ câu chuyện của việc Vinomil đang thâu tóm sữa Mộc Châu đó là một câu chuyện. Và chắc chắn đây chỉ là một một tiếng súng đầu tiên của một doanh nghiệp. Chắc chắn luôn sau này cái việc xác nhập ni e &E sẽ còn rất nhiều đối với các ngành nghề khác, không chỉ riêng là Vinomil hoặc không chỉ riêng là sữa Mộc Châu sẽ còn rất nhiều những thương hiệu khác sẽ được Vinomil mua lại trong một thời gian tới. Thì như vậy nó phản ánh cho việc Vinomil là một ông lớn ông ấy có thương hiệu, ông ấy có uy tín, ông ấy có mạng lưới phân phối và ông ấy có quy mô. Quan trọng nhất, ông ấy là một ông lớn và ông ấy có rất nhiều tiền. Và khi có rất nhiều tiền sẽ đè bẹp đối thủ cạnh tranh hoặc thâu tóm đối thủ cạnh tranh. Như vậy nãy giờ chúng đã trao đổi văn chị một chút về câu chuyện của việc thế nào là một doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh và một doanh nghiệp có con hào kinh tế. Con hào kinh tế thì nó là những thứ liên tưởng để chúng ta logic hóa vấn đề. Nó không phải là những con số cụ thể để anh chị đánh giá một doanh nghiệp nào đó. Nhưng chắc chắn thông qua những cái kiến thức và những chia sẻ này, Dũng tin anh chị sẽ tìm ra điều một doanh nghiệp có con hào kinh tế ở việt nam nếu để nói những ngành nghề và những doanh nghiệp có con hào kinh tế rất nhiều chẳng qua chúng muốn giới thiệu với anh chị về một cổ phiếu và một thương hiệu quen thuộc để anh chị có thể liên tưởng và lựa chọn cho mình một cổ phiếu nào đó có một con hào kinh tế những doanh nghiệp có con hào kinh tế chắc chắn đó là những doanh nghiệp bền vững mà những doanh nghiệp bền vững thì anh chị đầu tư sẽ không lỗ quan trọng đầu tiên chúng ta đầu tư đó là không lỗ nhưng nếu để nói là muốn có lời thì chúng ta cần phải chọn giá tức là ưu tiên đầu tiên đó là chất lượng về tài sản nhưng ưu tiên thứ hai đó là phải lựa chọn một vùng giá cho phù hợp khi mà thị trường giảm đó là những ưu tiên mà dũng muốn trao đổi với anh chị trên đây là những quan điểm và chia sẻ của dũng về việc cổ phiếu của vinamilk và con hào kinh tế hy vọng sẽ là cầu nối để giúp cho anh chị có thể định hình đưa ra được một phương pháp cho mình trong việc chọn một doanh nghiệp để đầu tư để mở tài khoản tài chứng khoán fpt nơi phiếu dịch từ 0.15% về 0.1% tùy vào các giá trị dịch trong mọi điều kiện đặc biệt là khi đang khó khăn tiết giảm chi phí vẫn luôn luôn là một cách để tối hóa lợi nhuận. Nếu như anh chị vẫn chưa tự tin để ra ngân một số tiền lớn, chưa có dám coi thị trường chứng khoán là một kênh đầu tư phát triển bền vững, không quy hoạch cho mình được một chân mục phù hợp, hãy liên hệ với Dũng để sử dụng sản phẩm quản lý tài sản và tư vấn đầu tư của Dũng. Dũng sẽ là người thuyết trình với anh chị và thiết kế một chân mục đầu tư nơi nó phải phù hợp với vốn của anh chị, mức độ kỳ vọng của anh chị như thế nào, mức độ rủi ro của anh chị có chấp nhận được hay không và quan trọng nhất đó là hình thành một phương pháp đầu tư giới thiệu với anh chị nhà đầu tư. Trên đây là lịch đào tạo của chúng vào tuần sau khoa học đầu tư chứng khoán cơ bản online tối 3 năm 7 từ 7 rưỡi đến 9 rưỡi. Dũng sẽ là người định hình lại rõ với anh chị về phương pháp đầu tư. Phương pháp đầu tư là gì? Nên mà có rất nhiều nhà đầu tư tham gia mà hoàn toàn không có phương pháp đầu tư. Phương pháp thì nó lại phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh kinh tế. Với bối cảnh ở thời, ở thời điểm, ở thời điểm hiện tại, phương pháp đầu tư nào là phù hợp? Thì chúng ta sẽ thiết kế được danh mục đầu tư từ năm 2020 kéo dài cho đến 2022. Mọi chi tiết xin liên hệ với Quang Dũng qua số điện thoại 0933 687 436. Dũng xin hết.